Nhắc đến Trần Vũ là khán giả nhớ ngay đến nghệ sĩ có chất giọng trầm buồn và đôi mắt lúc nào cũng u sầu. Hơn 50 năm gắn bó với nghề, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu xem trọng đạo đức nghề nghiệp, luôn giữ danh tiếng trong sạch. Với ông, sống tử tế thì đời sẽ cho nghề những bài học quý. Gần 20 năm trong vai trò trưởng đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. Sau đó ông về đoàn cải lương Tây Đô, rồi đầu quân về đoàn cải lương Trần Hữu Trang 1. Trong cuộc sống, ông cũng yêu nhiều, nhưng rồi khi cưới vợ, ông biết dừng lại để giữ hạnh phúc cho gia đình mình. Trong giới nghệ sĩ, hầu như ít ai biết đến bà xã của Trọng Hữu, bởi chị không muốn xuất đầu lộ diện trước đám đông, chỉ âm thầm vun vén cho nghề nghiệp của chồng và tổ ấm hạnh phúc. Quan niệm về hạnh phúc của Trọng Hữu và vợ rất đơn giản, chỉ cần vợ chồng hiểu nhau, tôn trọng nhau và cùng nhìn về một hướng. Cô Tuyết Mai, vợ của Trọng Hữu, chân tình kể lại mối tình của hai vợ chồng. Hồi đó cô là y tá, còn Trọng Hữu đóng quân ở gần, là ông hay sang nhờ cạo gió chích thuốc. Hồi đó chuyện yêu nhau trong quân đội rất nghiêm khắc, thêm nữa bom đạn ác liệt, đâu có dám nghĩ tới ngày hòa bình. Cô và Trọng Hữu hẹn nhau nếu giải phóng thì sẽ làm đám cưới. Năm 1975, đất nước giải phóng, thế là cô Tuyết Mai về làm vợ nghệ sĩ Trọng Hữu. Bao nhiêu năm nay, cô Tuyết Mai vẫn lặng lẽ đứng phía sau lưng chồng, chu toàn mọi thứ. Cô lặng lẽ lo cho chồng từng tấm áo, bữa cơm khi ông đi hát về, theo dõi và góp ý ông trong từng vai diễn. Mấy mươi năm đi hát, phù du để lại phía sau. Hạnh phúc đối với nghệ sĩ Trọng Hữu là những món ăn ngon vợ nấu, là những đứa cháu cưng ngày đêm quấn quýt bên mình. Con gái của Trọng Hữu trước đây cũng là nghệ sĩ, nhưng sau khi lập gia đình thì đã rời sàn diễn. Gần nửa thế kỷ gắn bó với cải lương, biết bao thân phận của các nhân vật do ông thủ vai đều đã đi vào lòng công chúng. Ở cái tuổi mà nhiều bạn diễn cùng thời đã chọn cách nghỉ ngơi hoặc rời xa sân khấu, nhưng Trọng Hữu vẫn cần cù, nghiêm túc sáng tạo với những vai diễn, vẫn miệt mài cống hiến cho sân khấu cải lương. Là nghệ sĩ được hưởng lương hưu, nhưng Trọng Hữu nghĩ mình phải làm cái gì đó cho quê hương xứ sở. Vì vậy ông đã đầu tư cho 5 DVD mang chủ đề Con Sáo Sang Sông. Bài hát gắn liền với địa danh nào thì ông đều quay hình đúng địa danh đó, dựng lại hình ảnh sinh hoạt của người dân địa phương theo đúng phong tục, tập quán văn hóa, ẩm thực để quảng bá du lịch vùng sông nước. Đó là món nợ ân tình mà nghệ sĩ Trọng Hữu muốn trả cho quê hương mình.